có một mối tình dắt dai rồi ha. Thế hồi xưa là mình yêu vậy là thời học trò vậy thì mình có nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ chưa chị, thời chưa. Em là thời của 8X, đâu có giống như 9X giờ mà nắm tay đủ thứ. Ủa chị 7X mà chị cũng làm láng hết trơn nè em. Láng hết trơn nè em. Còn em sao? Mối tình một năm thì mình có sâu đậm chưa em? Cũng không sâu đậm lắm chị, có cũng có nắm tay với lại là hôn má. Có hôn má thôi, có hôn môi chưa? Hỏi thiệt. Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Em có hôn môi chưa? Chưa. Chưa luôn? Trời ơi. Rồi bây giờ thí dụ hai bạn quen nhau rồi ai chỉ ai hôn? Bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nè. Mời bạn trai. Vâng, chào chị với các Tường. Chào quý vị khán giả. Thì mình tên là Ngô Trọng Hiếu, năm nay 32 tuổi, quê ở Hậu Giang. Nghề nghiệp là kế toán của công ty cấp nước công trình đô thị của Hậu Giang. Rồi còn công việc của mình hiện tại là dưới đó là mình ở với gia đình ba mẹ luôn hay sao? Tại vì cái nhà so với cái cơ quan thì nó hơi xa, nên là em mới sống ở lại cơ quan luôn. Ví dụ như cuối tuần mình về nhà một lần. Mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Đan, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang làm ở Kiên Giang và sinh sống cũng làm việc ở Kiên Giang luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên tư vấn cho công ty tài chính HD Xây Sinh ạ. Nhà em ở Kiên Giang, ở ngay trung tâm hay sao em? Dạ em ở Dòng Ghiền á anh ơi. Dòng Ghiền hả? Dòng Ghiền, nếu mà Dòng Ghiền qua thành phố Vị Thanh là cũng gần. Dạ cũng khoảng 10-15 cây ạ. Đúng rồi, khoảng chừng tiếng hồ là... Gì 10-15 cây bằng tiếng hồ? Đi qua nó chị, đi qua nó vòng vòng vòng. Rồi vậy là quá thuận lợi rồi ha. Chương trình chắc cũng cố gắng lắm mới ghép được hai bạn lại với nhau. Đó, vậy em lên đây hồi nào? Dạ em lên bắt xe lên là 5 giờ sáng và 10 giờ rưỡi tới đây ạ. Rồi, rồi bây giờ là em á là... ở dưới quê là mình đang làm cũng ở chung gia đình hay sao? Dạ không, em làm ở thành phố Rạch Giá. Thì thành phố Rạch Giá thì ở cách ở chỗ nhà em là khoảng 50 cây ạ. Rồi em đi làm em ở trọ. Rồi bao lâu mới về nhà một lần? Dạ khoảng 1 tháng. Ờ 1 tháng mới về nhà một lần. Dạ. Trời ơi, còn bên đây là cả tuần mới về nhà một lần. Dạ. À, thôi thì nói chung hai bạn cũng là cũng cái khu của biệt dưới đó sắp xếp gặp nhau hẹn hò. Dạ. Được không? Dạ được chứ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là ca hát được. Với lại là em thích tham gia những hoạt động thể thao. Nói chung là với người lớn tuổi á, thì ít nói chuyện giao tiếp với em giống như là nó hợp á chị. Nói chung mình nói chuyện với lễ phép nhỏ nhẹ là phải không? Lấy lòng được người lớn đúng không? Dạ. Rồi điểm yếu. Dạ điểm yếu của em là hay khóc nhè. Có chuyện gì đó thì mình hay bị ảnh hưởng tâm lý, mình không có đưa quyết định chính xác được á chị. Mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ nín? Tự nín lên rồi chứ. Tự khóc tự nín. Đừng có ghẹo bạn gái khóc nha. Dạ em có em hiền lắm chị. Nhưng mà cụ thể cái công việc của em là em làm công việc gì? Trả góp á chị, cho vay trả góp á. Trong điện máy xanh ạ. Là bên công ty em cho vay hay là em tư vấn người ta cho vay? Em tư vấn thôi ạ. Như vậy hàng ngày tiếp xúc cũng nhiều khách hàng phải không? Mà tư vấn trực tiếp hay là tư vấn qua điện thoại? Khách hàng lại mua hàng mình tư vấn trực tiếp luôn ạ. Chắc cũng có nhiều anh để ý lắm phải không? Cũng không có, mới lên đây nè chị. Dễ gì không có đâu. Tại vì môi trường làm việc của em nói chung là nam thì nhỏ tuổi hơn em không à. Còn những cái người mà bằng em thì toàn là dạng giống như chị em với cho nên là không có. Rồi còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể thích nghi với môi trường mới. Đối với những người mà lớn tuổi thì người ta thích em, tại vì em cũng lắng nghe và chia sẻ, cho nên cũng mấy cô chú cũng ông bà thường người lớn tuổi theo nhà bạn bè thì cũng hay cũng em cũng lại nói chuyện. Hai nữa là em thì thuộc dạng là em người phượt thủ thì em hay đi đó nhiều lắm, tại vì em làm việc là em hành chánh. Trên mấy cái dịp lễ Tết cuối tuần thì đó em nghỉ thì mới có thể đi những thời gian đó. Đi nhiều chưa? Đi được tất cả tới đâu rồi? Trong miền Nam thì em đi cũng gần giáp rồi. Xa nhất thì em đi là đi tới Đà Lạt, Nha Trang. Còn mỗi lần đi là đi với ai? Đi thì em đi mình. Không mình? Có khi thì nếu mà rủ được thằng bạn chí cốt theo thì nó đi chung. Còn nhiều khi nó bận chuyện quá thì em xách em đi mình. Em thử hỏi bạn gái coi bạn gái có thích đi phượt không, mà có ý định sẽ đi với em không? Em bên kia em có thích đi phượt không em? Dạ em thích anh ơi. Em nói giờ em đi có đi xa bao lâu chưa? Đi xa đi phượt thì em chưa có đi ạ. Em chỉ có đi theo đoàn của trường thôi ạ. Chưa nói đi. Chung mà em cũng thích đi nhưng mà em chưa có dịp đi ạ. Hy vọng có cơ hội em sẽ rủ được cô ấy đi phượt. Người ta mới đi lần đầu mình đi mấy cái chặng gần gần thôi nha. Dạ. Đi xa quá người ta ngợp.
thì gần gần thì có thể ra Kiên Giang biển. Tụi em ở dưới đó đi Kiên Giang ha. Dạ cũng gần biển ra cũng gần. Được không em? Dạ được. Rồi tình trường sao cưng? Dạ em trải qua một mối tình ạ, rồi kéo dài được một năm và kết thúc cũng 5 năm rồi ạ. Tại sao lại chia tay? Dạ là một phần là do tình yêu chưa đủ lớn cho nên là anh ấy đi làm xa rồi cho nên là cũng chia tay. Xa mặt là cách lòng. Dạ. Rồi 5 năm nay là ở không? Thì cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy hợp chị. Thế còn em? Dạ, em thì có một mối tình từ thời phổ thông. Rồi cấp 3 tới giờ thì em cũng có một quen một số bạn nữ nữa. Nhưng mà chỉ là nó chưa có mối tình đó chưa sâu đậm. Thành sâu đậm nhất là hồi cấp 3 thì... Quen mấy năm? 3 năm, từ lớp 10, lớp 12 là 3 năm. Cũng tình học trò thôi chứ gì. Dạ đúng rồi, cái đó là tình đơn phương. Tình đơn phương chứ không được tình hai phương đó hả? Dạ tình đơn phương. Ủa sao ngộ vậy, tình học trò mà cũng đơn phương nữa. Dạ đơn phương mới giống đang trường hát vậy. Mà bạn gái đó có biết em thích bạn không? Dạ biết. Mà người ta không chịu hay tại em không tỏ tình hay là sao? Nói chung là cũng đó là chuyện chủ yếu là do học thôi chị. Có nghĩ gì nhiều thì nó cũng, bạn nữ cũng biết. Nhưng mà có thể là thời điểm đó bạn nữ nó chưa chấp nhận con người em ở thời điểm đó. Có nghĩa là hai bạn cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong tình trường. Mỗi người cũng nói chung là nhưng mà cũng biết yêu. Cũng một mối tình dắt dai rồi ha. Thế hồi xưa là mình yêu vậy là thời học trò vậy thì mình có nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ chưa chị. Thời em là thời của 8 bit đâu có giống như 9 bit giờ mà nắm tay đủ thứ. Ủa chị 7 bit mà chị cũng làm láng hết trơn nè em. Láng hết trơn nè em. Còn em sao? Mối tình 1 năm thì mình có sâu đậm chưa em? Cũng không sâu đậm lắm chị, có cũng có nắm tay với lại là hôn má. Có hôn má thôi, có hôn môi chưa? Hỏi thiệt. Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Em có hôn môi chưa? Chưa vậy. Chưa luôn? Trời ơi. Rồi bây giờ thí dụ hai bạn quen nhau rồi ai chỉ ai hôn? Thì tới lúc đó tự động thôi chị. Tự động luôn hả? Tình cảm đến thì nó sẽ những cái khác nó sẽ đến theo. Em có nghiên cứu qua cái đó chưa? Dạ cũng có, bây giờ báo chí internet nhiều lắm, mình cũng có nghiên cứu. À vậy hả? Dạ. Mỗi lần mình coi phim ảnh hay mình nghiên cứu mình thấy người ta gần gũi nhau thì trong người mình cảm thấy như thế nào? Thấy mình bồn chồn. Bồn chồn. Rạo rực. Thấy còn em? Em cũng bình thường rồi chứ. Bình thường là cái đơ cảm xúc ở nhà. Bình thường có nghĩa là không dám coi hay là không dám nói. Hay là người không có biểu hiện gì? Xem thì cũng có xem nhưng mà những cái cảnh đó cũng xem cũng ít hả? Em cũng hạn chế. Hạn chế? Dạ. Còn ví dụ như em xem phim mà thấy có mấy cảnh nóng thì em có em nhìn chằm chằm, em nghiên cứu hay là em quay đi chỗ khác? Thì mình nhìn chằm chằm chị, chứ đâu có quay đi chỗ khác được tại vì phim đang hay mà. À chắc em có lẽ là tua tới tua lui nữa phải không? Có chủ động tìm những phim đó để coi không? Dạ không chị. Phim ấy ấy á? Dạ. Phim ấy ấy á? Phim ấy gì chị? Phim ấy ấy á, phim khó nói á. Em nói chung mình cũng có tham khảo trên internet. À là có coi đúng không? Dạ. Về tới về lui đúng không? Dạ. Tìm hiểu đúng không? Có câu chứ không có về tới về lui chị, con lần một. À là coi phim khác đúng không? Dạ. Nhưng qua phim khác. À đó tôi nói trúng mà. Ở đùa cho vui nhưng mà thật ra mình cũng bình thường. Dạ. Chứ không thôi làm sao có kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng là tụi em sẽ có được những cái tháng ngày hạnh phúc, em đềm đám cưới rồi này kia ha. Rồi mình mới có ấy ấy ha. Rồi bây giờ thì cho chị hỏi là mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, về ngoại hình thì em nghĩ là trên cao trên 1m85. Da thì trắng hay đen gì cũng không quan trọng gì. Nếu được sống mũi cao thì càng tốt. Gì nữa? Dạ hết. Làm như cổ ngộ cô thấy cái anh bên này hay sao nha. Diễn tả sao mà nó chứng dữ vậy, 65 da đen đen, mũi cao cao. Dạ, còn tính cách thì em thích một người là yêu thích con nít, yêu thích động vật, với lại là lễ phép với người lớn ạ. Được, em thích nít không? Tại vì em trai của em là có đứa con mới lớn. Dạ. Thích chơi với cháu ha. Dạ. Rồi còn em, mẫu người bạn gái em tìm kiếm là người như thế nào? Em thì thích mẫu bạn gái khoảng cao khoảng chừng 1m6 trở lên. Thì tóc thì tóc dài, người miền Nam, Tây Nam Bộ càng tốt. Nam đội ta Kiên Giang rồi đó, tóc dạ. Dài 1m6 rồi, dạ. Cũng được. Bởi gì nữa? Tính tình này hiền lành, dạ, biết lắng nghe người lớn. Làm như đôi này bữa nay khớp nè, dành cho nhau hay sao nè. Đâu đưa cho coi coi hình ảnh này, hình của em đây phải không? Dạ. Đây, có anh ấy trong này nè, em dòm thử coi. Trong này có cô gái đó đó, em thử em dòm xem coi là mình có cái cảm nhận như thế nào. Anh ơi có gợi ý gì không anh? Em có anh cả ai mà cao cao là anh á. Trời nhiều cô gái quá ta. Nhận ra ảnh chưa em?
Anh đó hả? Lý do tại sao em chọn anh đó? Cao thì có hai này mà 32 tuổi thì chắc anh là trẻ. 32, khoảng 32, anh là hơi lớn xíu. À, anh này là già phải không? Giữ đi nha, giữ nguyên hiện trường đó rồi mở cửa trái tim lên coi đúng không. Sao chọn chưa? Ra chưa? Cô nào? Cô giữa. Áo hồng? Dạ. Yeah. Rồi giữ nó y nguyên đó nha. Mở cửa trái tim. 1 2 3 Tự kiểm tra đi xem mình chọn đúng không? Em trai chọn đúng không? Chính xác. Hay quá, em gái sao giờ cưng? Đã không chọn chúng rồi mà còn chỉ vô đúng ngay mặt em. Anh này già. Giờ em muốn phạt sao? Bà nữ chăm chế kìa vậy? Chưa gì binh rồi. Người ta chỉ vô đúng ngay mặt em luôn. Dạ. Anh này già. Tại hình đó là chụp đó là cũng lâu rồi. Nhìn nghiêng nghiêng cho người ta thấy mũi cao coi nè. Nhìn nghiêng cho đó. Cao không? Mũi cao không? Cao. Đen đen, cao. Mét sáu mấy? Dạ em mét 73. Dữ vậy hả? Dạ. Rồi quá chỉ tiêu rồi. Rồi thôi giờ cái chuyện phạt tính sao, tặng quà cho người ta kìa. Thôi lần đầu tiên thì rồi đưa qua trái tim luôn. Có món quà tặng em buổi gặp mặt đầu tiên. Cảm ơn. Có món quà là anh gấp quá cho nên em không có làm cho quan trọng một xíu, thông cảm cho em nha. Không sao, có món quà là ý nghĩa không mới quan trọng. Dạ. Cuốn sách đó là bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác, thì em đọc và em cảm thấy rất là hay. Khi mình gặp những cái khó khăn hoặc là những cái sóng gió gì trong cuộc sống, mình suy nghĩ đó chỉ là những cái gác ngửi, nó không nên ở trong đầu mình. Mình nên đẩy nó ra ngoài. Và cuốn sách này thì làm em mỗi lần mà em cứ như gặp những cái tình huống nào trong cuộc sống khó khăn nào này kia thì em đều nghĩ tới cuốn sách này. Hy vọng anh cũng đọc và cảm nhận giống như em ạ. Thì anh cảm ơn em về cuốn sách, thì cái này đúng là đúng cái chuyên ngành của anh luôn. Tại vì công ty của em bên đô thị là trời ơi, gác. Đúng xe rác luôn đúng ha. Xe rác luôn. Rồi còn món quà gì trang trọng quá nè. Món quà của mình là sao nè, khui ra đi em. Dạ. Món quà của em thì em là phượt thủ, thì em bán vô phượt trên mạng á chị. Rồi em tặng cổ gì đây? Trời thủ ơi. Chị tặng em cái bình nước đình ta năng. Ủa cái bình nhỏ xíu vậy em? Dạ, mở ra được chị. Mình kéo ra được. À dạ. Cái này mình dạng đa năng á chị, mình có thể cuốn vô khi mình uống hết nước. Dạ đúng, dạ, mình bỏ cho nó gọn rồi, lại. Rồi, tuyệt vời ha. Ok rồi, quà tặng cho nhau rồi ha. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau thì em có cảm nghĩ như thế nào? Tại vì lần đầu tiên thì em giữ những chương trình như thế này nên cảm giác mình cũng hồi hộp, lo hơi lo lắng chút. Dạ. Khi mà nhìn thấy thì em nhìn hình em đoán đúng thì cũng vui ha. Vui dạ. Tại vì trong này tới 4 cô gái lận mà mình đoán đúng là 1/4. Còn em nói giống như là sát muối vô trái tim em vậy đó. Em cảm thấy như thế nào khi mà trái tim cánh cửa này mở ra? Dạ em thấy anh hiền ạ. Rồi mình đoán sai đó rồi thấy sao? Mà mình còn làm tổn thương người ta nữa đó. Anh này già quá. Xin lỗi, dễ thương quá. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ dùng một bữa cơm trưa tại nhà hàng Giao Hợp Food nha. Rồi mình vừa ăn mình sẽ tâm sự với nhau kỹ hơn. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Giao Hợp Food. Món tôm hùm baby rang hoàng kim nè, nghêu xào sốt Malaysia nè, cải rổ hai món, cơm chiên tôm lúa mạch. Wow, các Tường nhìn mà Tường phát thèm luôn đó quý vị ơi. Nè bây giờ hai bạn là hạnh phúc nhất rồi nha. Đúng lúc đói bụng, ăn thiệt là ngon. Tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau thật kỹ. Nhà cửa quê quán, sở thích, quan niệm về tình yêu. À, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại cùng trò chuyện với các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa thật ngon miệng nha. Gặp mặt đầu tiên thì anh mời. Anh lên đây đi với ai? Anh đi có một mình à. Tại hôm nay ba mẹ em cũng còn đi làm nên cũng không có thời gian tranh thủ được. Và ba mẹ anh? Ba mẹ anh là giáo viên dạy ở trường cũng gần nhà. Dạ. Anh là làm kế toán hả? À, đúng rồi. Anh làm lâu chưa anh? Gần 10 năm rồi. Em ở thành phố là ở đâu em? Dạ ở thành phố Rạch Giá luôn. Đây khoảng 1 tháng em có xuống dưới. Tại vì có nhà bạn ở dưới. Rồi lớp tại anh hiện tại đang vừa đi làm vừa đi học. Là học ở đâu? Đi học làm, học ở Vị Thanh. Anh học ở Kiên Giang hay là anh học ở Hậu Giang? Anh học ở Hậu Giang. À, ở Hậu Giang. Bên em làm là có được nghỉ thời gian nhiều không?
Em là một tuần được nghỉ một ngày á. Dạ. Nó là cố định, nó là mình được quyền mình chọn cái ngày mình nghỉ. Thường thì anh em quy định nghỉ là bữa thứ hai. Còn ví dụ mình có công việc gì nào khác trong tuần đó, thì em sẽ nghỉ bữa khác. Chứ nó không có cố định một ngày. Anh này làm chắc là anh nghỉ chủ nhật. Tại vì làm văn phòng á, thì theo giờ hành chánh thì từ hai đến sáu. Rồi thứ bảy chủ nhật thì anh đi học tài chính. Anh đi vừa học vừa làm gì? Anh tự nó ăn hay là anh mua đồ ở ngoài anh? Đó là ở cơ quan, ở chung với cơ quan thì có cái người đồng nghiệp cơ quan thì nấu anh ăn. Dạ. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình tự túc. Nhà em có mấy anh em? Nhà em có ba anh chị em. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ ba. Thứ ba. Dạ. Nhà anh là thứ mấy? Anh là anh hai. Vậy nãy em mới nói gì cho anh già đó. Tôi ra tôi ăn rồi đó, mà vô người ăn chưa hết nữa. Nãy giờ có nói gì tới chuyện tình yêu chưa? Dạ chưa, nãy giờ xem anh công việc không ạ? Lo công việc không à? Dạ. Thế cái quan điểm của tụi em trong cái chuyện tình yêu hay là trong hôn nhân thì như thế nào? Trong tình yêu, trong hôn nhân thì em nghĩ là hai người phải hiểu nhau, cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, với lại là phải chung thủy, chân thành, quan tâm lẫn nhau. Thế còn em? Nói với em thì cũng giống như bạn nữ thì chung thủy mấy những yếu tố đó là yếu tố hàng đầu. Mà đối với theo quan điểm em thì yếu tố đầu tiên em đặt ra đó là cái lòng tin trước. Tại vì khi mình có lòng tin thì những cái điều tồn tại sau đó, ví dụ như tình yêu, nó sẽ nảy sinh tiếp theo. Nếu mà lúc đầu lòng tin đã không có thì những cái nảy sau đó không tồn tại. Đó là quan điểm của cá nhân của em là gì. Bây giờ chờ hai bạn sẽ bóc một lá thăm của chương trình ha. Trong này có yêu cầu của chương trình, mình đọc lên mình thực hiện theo yêu cầu trong này cho nó vui. Hai bạn cùng song ca bài hát Nợ Duyên. Lưu ý đứng hát thật tình cảm. Trời ơi, thuộc bài Nợ Duyên không? Này chắc Nghi có đăng ký chương trình hay sao nè. Bài Nợ Duyên biết không? Dạ biết. Đâu thấy chưa? Rồi mời hai bạn qua đây. Chúng ta cùng nhau hát tình cảm vô bài Nợ Duyên. Rồi, hai, ba. Không gian ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin những bước cho anh làm quen cũng được hiền cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em cùng đường. Ai có quen thì anh sao tự nhiên đi cùng hương. Biết chi nhà người ta xin tránh xa những em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mới lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em, anh nhìn người say quên lối về nhà. Thật sống lòng yêu sớm tại sao, ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quên đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hỡi người ơi, sao không cùng nhau xin bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chờ anh mai gặp nhau anh nhé. Trời ơi, được rồi, dễ thương quá à. Kìa, tôi thấy ở xa xa, có một người phụ nữ cười rất mãn nguyện. Dạ, mời chị bước vào đây ạ. Giới thiệu với em trai, đây là mẹ của bạn gái. Dạ. Rồi. Dạ, chào bác. Hồi nãy giờ em thấy chị ở ngoài chị theo dõi ha. Không biết cảm xúc của chị ngày hôm nay trong cuộc gặp gỡ của con gái mình thì chị thấy như thế nào ạ? Chị cũng vui. Cũng mong cho hai đứa tìm hiểu nhau để coi hợp thì chúng ta hôn nhân. Dạ, nhưng mà giờ sơ bộ thì mới gặp thì chị thấy anh chàng này như thế nào ạ? Chị, mình người lớn mình cứ nhận xét thẳng thắn đó chị. Được, thì cháu này thấy cũng được, chuyện cũng chuẩn. Chuyện chuẩn ha, cao ráo. À, hồi nãy chưa xin phép bác mà lo năm dám nắm tay con gái bác nha. Giờ em có gì em muốn nói với bác không? Mình có thể là mình thể hiện hay là hứa hẹn hay là quan tâm hay như thế nào đó. Nếu như trường hợp mình tiến tới được với nhau, nói một câu cho người lớn người ta yên tâm coi nè. Dạ thì thưa bác, thì qua chương trình này thì sau này con xin phép về nhà bác để gia đình. Dạ, nếu có được có thể thì sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Dạ. Cơ bản là hai đứa nó đi. Dạ, nhưng mà cơ bản người lớn mình thấy cũng ổn phải không chị? Dạ, chị cũng thấy ổn đó. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn chị có một ý kiến nha. Rồi chào bác đi kìa. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Đó, thì ngày hôm nay là đôi trẻ cũng có người lớn đến chứng kiến rồi. Mời hai bạn về vị trí nè. Tiếp xúc rồi ha, cũng hát, cũng nắm tay, cũng va chạm rồi. Thế sau khi hát xong này em cảm nhận ảnh như thế nào? Cũng hơi gung vậy. Ai gung, anh gung hay là em gung? Em gung. Em gung. Còn em, sau khi mà nắm tay bạn gái thì em thấy như thế nào? Cảm nhận như thế nào trong người của mình?
Dạ em cũng hơi run. Dạ. Hơi run ha. Thì nãy giờ thật ra chương trình là muốn tạo điều kiện cho tụi em có cơ hội gần gũi nhau chút xíu để mình hiểu nhau được nhiều hơn. Thì bây giờ trước khi mà quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thì hai bạn có cùng muốn nói lời nào với nhau nữa hay không? Mời em trai, em còn muốn nói gì với bạn gái nữa? Thì trước mắt muốn đi định trình hôm nay á, trước mắt là cho bản thân mình cơ hội để mở rộng lòng ra với những bạn gái khác. Mình có thể đón nhận một người mà bạn gái khác và bước vào trái tim mình để thay thế những hình bóng cũ đã còn ở quá khứ. Nó đã quá khứ rồi thì tiểu chi anh giữ cái quá khứ. Anh muốn hướng về tương lai để tìm một người cùng anh đi đến hết cuộc đời còn lại. Và sau khi mà nếu mà tình chuyện tình cảm nó tiến triển tốt đẹp á, thì sau khi cưới anh muốn mở một cái tiệm cho riêng mình, một quán cà phê phượt để mình làm chủ và cho các anh em những phượt trên mọi miền đất nước, ví dụ như đi ngang ghé ngang ở Hậu Giang, tại vì Hậu Giang cũng gần Tiền Giang nên không ngay đường, nhưng mà nếu mà anh em nào có ghé ngang thì có dịp ghé lại nghỉ ngơi, nghỉ chung vui tham quan khung cảnh của tỉnh Hậu Giang. Dạ. Vậy là tương lai là muốn mở một quán cà phê phượt. Đúng rồi. Dạ, tại vì hiện giờ cũng đang kiếm vốn, nếu có điều kiện thì em sẽ mở. Mở cái đó nhiều tiền không em? Dạ, đối với ở địa phương như ở Hậu Giang thì em nghĩ cái đó không có nhu cầu nhiều, khoảng chừng vài chục triệu thì mình có thể mở được. Rồi còn cái công việc hiện tại thì sao? Lúc mở quán cà phê thì công việc hiện tại là mình ngưng hay là mình vẫn làm song song hay là như thế nào? Công việc hiện tại thì em trước mắt thì em vẫn làm song song. Nếu mà công việc sau này có mở một cái tiệm riêng mà nó phát triển hơn thì có thể là em nghỉ. Em chuyên tâm qua cho cái tiệm của mình, cho nó mình chỉ dốc sức vào tiệm mình thì nó sẽ tốt hơn là làm nên mình hai bên. Trước mắt thì chị sẽ chúc cho những cái dự án của em ha. Dạ. Là sớm thực hiện và sẽ gặt hái được những cái thành công. Dạ. Rồi còn em gái, giờ em muốn nói gì với anh ấy trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút? Ví dụ như mà tìm hiểu mà hợp thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân ha? Tiến tới hôn nhân thì dự tính là khoảng năm sau, tại vì bây giờ cũng vài tháng nữa qua Tết rồi, cũng tới Tết rồi. Tức là tìm hiểu một năm đúng không? Trong thời gian một năm, thời gian có thể ngắn hơn, tại vì bây giờ đã gần tháng quý tư rồi, có thể rồi. Nên qua năm sau thì khoảng chừng nửa tháng, 6 tháng đầu năm thôi, rồi khoảng nửa năm nữa là mình có thể tính đến năm cưới. Ví dụ như em hay khóc nhè như vậy đó, nói chung là dễ cảm xúc cho nên là dễ khóc quá, thì em nghĩ là anh có kiên nhẫn không, hay là anh thấy ví dụ mà quen mà lâu quá rồi thấy bạn gái mình mà cứ vậy hoài anh sẽ thấy phiền. thấy phiền rồi anh kệ, anh đại, anh không có quan tâm tới có không anh? Thì nhà thì nó có nhiều cái mức độ, ví dụ như mức độ khóc ít thì mình có thể mình dỗ, rồi dù khóc như con nít mà khóc bù lu lo thì cái đó là không có. Có cái chuyện gì mới khóc chứ, thì lẽ gì tự nhiên hơi đụng gì cũng khóc hoài, ai chịu nổi cô, phải tươi tỉnh lên làm ăn chứ khóc hoài sao được, đúng không? Mình cũng phải cứng rắn bản lĩnh lên chút xíu, chứ gì đáng khóc thì mình khóc, cái giọt nước mắt mình mới có giá trị. Rồi cơ bản thì như vậy, ngày hôm nay thì cũng ít phút ở chương trình, Tường cũng hy vọng là hai bạn sẽ hiểu được nhau. Và bây giờ đến lúc là mình sẽ đưa ra cái quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Nút bấm này á là nút bấm để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu thật sự chúng ta có rung động với đối phương thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta không có cái rung động và không thấy đối phương là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình sẽ không cần bấm. Mình bấm là mình sẽ trao duyên cho cái người đối diện. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Và sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Giờ mình về đứng lên một phía đi ạ. Trước tiên là hai bạn nắm tay nhau. Hồi nãy là mình nắm tay là để hát, còn bây giờ là cái nắm tay đầu tiên của hai bạn. Hy vọng rằng cái nắm tay này thật là chặt, để mình cùng nhau đi một đường thật đoạn đường rất là dài. Yeah. Với những cái hạnh phúc, với những cái buồn vui trong cuộc sống cùng nhau. Yeah. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời ơi, bả nhăn, hung mà bả nhăn thấy sợ luôn vậy đó. Cảm nhận như thế nào về nụ hôn đầu tiên? Không biết nữa chị. Không biết nữa. Chắc cái này phải nói riêng với ảnh quá. Như vậy thì gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp Cinebox 212 đến 9 tháng. Nơi đây sẽ có những nụ hôn tiếp theo. Chắc lúc đó em sẽ cảm nhận được
Và đây là một món quà của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc cho hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Có tin vui thì báo cho chương trình nha. Đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Cát Tường cũng xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.